What do you really know about trust? It could hurt my love, y'all, but you really got the choice, but have some. We all fall down, never getting used to feeling numb. It's getting hard to overcome some knowledge to be free from this gun. One shot and I'm down. Oh, I know that all is my fault. Never learn from it all, like a fastball in motion. I'm hoping, I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. No joking, oh, no joking. Oh, I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. Oh, no joking. Thì hôm nay Uyên đang tập leg với lại bạn Như. Như ơi, say hi. Hi. Đây là Như. Hôm nay tụi mình không có bàn là sẽ mặc áo giống nhau, nhưng mà lúc mà Như đó Uyên thì hai đứa thấy mặc áo y chang nhau luôn. Thì có lẽ video này Uyên sẽ thay vì Uyên làm voice over thì Uyên sẽ nói bằng camera. Thì về nhà Uyên đỡ phải voice over, thì các bạn hãy cho Uyên biết là các bạn thích làm voice over hơn hay là các bạn thích Uyên nói giải thích qua camera như bây giờ. Thì nãy giờ Uyên với Như đã warm up rồi, thì đợi Uyên đi lấy cái đó. Nãy giờ Uyên với Như warm up bằng cái này gọi là hip circle. Uyên thì có cái màu hồng này, còn Như thì có cái màu xanh này. Của Như là bằng cao su, còn của Như thì bằng cao su, còn của Uyên thì bằng vải. Thì của Uyên có vẻ là nó cứng hơn, nó chắc chắn hơn. Thì tụi mình đều order cái này ở trên Amazon, thì Uyên sẽ để link ở dưới phần description cho các bạn. Thì tụi mình warm up cái này nãy giờ là 4 set. Mỗi set là từ 10 tới 12 reps, thì đi qua 10, đi lại 10. Thì Uyên tính là như vậy, 10 tới 12 reps. Thì đó, thì bây giờ tụi mình, trong khi tại vì gym hôm nay hơi đông, cho nên là tụi mình phải đợi cho khi mà có squat rack thì mình mới squat được. Cho nên là bây giờ sẽ Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ squat nhẹ bằng cái plate thôi, trong khi chờ đợi có squat rack. Thì chắc chỉ làm 1 tới 2 set gì thôi, nhẹ thôi, để dưỡng sức cho cái squat lúc sau. Như nè, thấy xin các bạn. Thì Như chuẩn bị làm YouTube channel, thì khi nào mà Như drop cái video tiên, Uyên sẽ để link video của Như ở dưới phần description cho các bạn, và nhớ ủng hộ cho Như. About love, it's doing more discovering hurt us. Don't really have a choice but try on. We all fall down, never getting used to spider. All the times I have lost love, getting not to overcome someone wrong. And I'm down. Oh, I know that all is my fault. Never learn from it all, like a fastball in motion. I'm open. I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. No joking, oh, no joking. Oh, I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. Oh, no joking. Bây giờ thì sẽ thay giày thường á.
mà squat nhẹ thì Uyên chỉ mang đôi thân burst thôi, còn squat nặng chút xíu á thì Uyên sẽ thay đôi giày squat của Uyên. Với lại Uyên có đem theo bell nữa, thì khi nào mà làm nặng lắm á thì mới đi. Hôm nay Uyên không biết là Uyên đi nặng được bao nhiêu, tại vì hôm nay Uyên bị mệt cho nên là Uyên sẽ không, chắc là không đi nặng lắm. Mày vì nếu mà như đi nặng tới đâu thì Uyên sẽ đi nặng tới đó. như thấy vậy mà như tập dữ lắm, như tập nặng hơn Uyên nữa, như squat được 135 như thường. Uyên squat kiểu Uyên rất là gặp rất là nhiều rắc rối, trục trặc, rất là khó khăn để squat được 135, nên là sẽ có giày squat hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ thay giày. About trust, it could hurt my love, y'all, but you really got the choice, but have some. We all fall down, never getting used to feel numb. It's getting hard to overcome some knowledge to be free from this gun. One shot and I'm down. Oh, I know that all is my fault. Never learn from it all, like a fastball in motion. I'm open. I thought that we had it all, now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all, no joking. Ooh, no joking. Ooh, I thought that we had it all, now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all, ooh, no joking. Thế thì nãy giờ là Uyên tập squat với lại squat rack á. Thì đầu tiên á là Uyên tập 2 set, mỗi set là 10 cái 65 pound, mỗi bên một cụm 10 pound. Xong rồi sau đó Uyên tăng lên một chút xíu là mỗi bên 25. Thì nãy là Uyên tập 95 pound. Cái set vừa rồi của Uyên á là mỗi bên 35, tức là 115 pound. Thì chắc là hoặc là Uyên có thể tập cái mức này là nặng nhất của hôm nay, hoặc là Uyên thêm mỗi bên 5 nữa thôi, chứ Uyên không thể nào đi được 135 nữa. Rất là khó. Bây giờ là cái mức này rồi, thì nếu mà Uyên thêm mỗi bên 5 thì Uyên phải đeo cái bell vô. Uyên nặng, hiện tại thì Uyên nặng chỉ có khoảng 95 tới 98 pound thôi. Thì Uyên squat ở cái mức là nặng hơn trọng lượng cơ thể một chút xíu. Còn Như á, là Như bao nhiêu? 120 pound. Thì Như có thể đi đến mức là 135. Nặng nhất của Như là nhiêu vậy? Có đây. Nặng nhất của Như là nhiêu? Nặng nhất là mỗi bên 55. Mỗi bên 55 là nhiêu? Là 155. Nặng nhất của Như là 115. Như cân nặng của Như là 120 pound, còn Uyên là khoảng 95 cho 98. Thì Uyên squat nặng nhất được cái mức nặng nhất của Uyên hiện tại là chỉ có 135, là một cái là trong video trước mà các bạn có coi là Holly phải squat Uyên một chút xíu, thì đó là nặng nhất của Uyên đi 135. Rồi tính ra Uyên mạnh hơn Như, nếu mà tính ra sức hơn. Không, tại không biết nữa. Không, nói chung là cũng xem nhau. Tại vì nói chung là tại thường á, các bạn thường hay hỏi ví dụ như Uyên bao nhiêu cân nặng, Uyên cao bao nhiêu. Rồi ví dụ như các bạn thấy một bạn nữ nào đó trong video của Uyên thì hỏi là Như cao bao nhiêu và Như nặng bao nhiêu. Thì hôm nay là Uyên cho các bạn biết luôn là Uyên nặng, Uyên cao 5'1" và nặng là 95 98 pound gì đó, còn Như là 120 pound và Như cao 53, tức là 164 1m64, còn Uyên là chỉ có 1m58 thôi. Thì đó, thì bây giờ nói chuyện một chút xíu rồi mình sẽ vô tập tiếp. Cái người mình cực kỳ lạnh luôn. Bên kia nó không có chặt, cho nên đó là sao mà mình bỏ liền, tại vì kéo lên không nổ. Cái người của mình nó đó là lý do là sao mà không có ở đây có phấn nữa. Để có cái phấn này vô á, tay mình cầm cái barbell nó không có bị. Lát cầm camera vô cho hành.
Go, go, go. Right. Do you really know about love? It's doing more discovering hurt us. Don't really have a choice but try on. We all fall down, never getting used to spider. All the times I have lost love, getting not to overcome someone wrong, and I'm down. Oh, I know that all is my fault. Never learn from it all. Like a fastball in motion, I'm open. I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. No joking. Oh, no joking. Oh, I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. Thì bây giờ mình đang ở set nặng nhất của Như. Thì tới cái mức đó họ thì kêu lên đi lên đi lên đi cái mình tưởng tượng lúc đó họ thì dở thì lúc đó đi lên được mà thì tưởng tượng họ thì có đi đâu. Like a fastball in motion, I'm open. I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. No joking. We all fall down. We all fall down. I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred. Nó chỉ có adjust cho một người thôi. Tại vì á thấy nó có nhiều lỗ không? Nhưng mà nó có cái phần cơ này nè. Nhưng mà cho người thấy đeo sẽ tặng cái ốc đó. Người em cái này xong nó phải hở một lỗ với cái ta lòn như vậy. Xong mình thấy kéo này nó vậy mình chặt. One shot and I'm down. Oh, I know that all is my fault. Never learn from it all. Like a fastball in motion, I'm open. I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. No joking. Oh, no joking. Oh, I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. Oh, no joking.
scar on her eyes. Vừa rồi á, Uyên với Như tập cái máy đó là leg extension, tức là mình tập cho cái đùi trước. Uyên với Như hồi nãy tập là 3 set, mỗi set 12 cái, nhưng mà giữ một mức tạ chứ không có lên tạ. Tại vì á, nguyên ngày hôm nay mình đã dồn rất là nhiều sức cho phần squat rồi, cho nên là phần accessory ấy mình không có tập nhiều, mình tập nhẹ thôi, thì đối với là vậy. Nhưng mà có nhiều người hoặc là đối với các bạn thì các bạn có thể tập được nặng hơn, thì mỗi người mỗi khác nhau. Rồi bây giờ thì tụi mình đã tập được trước rồi, hai bài được trước là squat và leg extension rồi mình cũng đã tập Romanian deadlift rồi, thì bây giờ mình sẽ tập qua phần bắp chân. Choice but try on. We all fall down. Never getting used to spite of all the times I have lost love. Getting not to overcome someone wrong. And I'm down. Oh, I know that all is my fault. Never learn from it all. Like a fastball in motion. I'm open. Thì bây giờ Uyên với Như đã tập xong rồi, hết rồi, tập rất là tất cả các phần trên chân luôn, đều có đùi trước, đùi sau, và mông và cả bắp chân nữa. Đây là lần đầu mà Uyên làm cái dạng video mà có nói chuyện như đang Uyên đang nói chuyện với các bạn. Trước giờ Uyên toàn làm video là quay workout xong về nhà voice over không mà, cho nên là nếu mà bạn nào thích những cái video như thế này nữa thì like cho Uyên và comment ở bên dưới ý kiến của các bạn cho Uyên biết để Uyên làm những video sau được tốt hơn. Cho video này có lẽ sẽ tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. I thought that we had it all. Now I'm broken and scarred, and I'm scared of it all. No joking. Ooh.